EUA từ FDA là cái gì? EUA là viết tắt cho Emergency Use Authorization, cho phép sử dụng khẩn cấp. Và đây là quy trình cho phép cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, nhanh chóng phân phối các sản phẩm y tế, bao gồm vaccine, thuốc, v.v. cho những người cần trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Theo EUA, FDA có thể cho phép sử dụng các sản phẩm y tế chưa được phê duyệt trong trường hợp khẩn cấp để chẩn đoán, điều trị hoặc ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, trước khi được phê duyệt, sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể và phải có bằng chứng rằng không tồn tại các tùy chọn thích hợp được phê duyệt hoặc có sẵn khác. Mặc dù thời gian để được EUA phê duyệt tương đối ngắn, nhưng các sản phẩm vẫn phải trải qua nhiều cấp đánh giá nghiêm ngặt của các nhà khoa học, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, hội đồng đánh giá đạo đức, v.v. Chúng ta đều có thể tin tưởng rằng nếu vaccine COVID-19 nhận được EUA từ FDA, nó sẽ an toàn và hiệu quả. Cảm ơn về những câu hỏi rất tuyệt vời của bạn.